Xin chào các bạn, hôm nay mình trở lại với chú cá rồng búi tím của mình các bạn. Hôm nay thì chú nó đạt kích thước là 35 cm các bạn, rất là khủng nha. Sau thời gian là luyện công, mình cho nó qua cái hồ phong trắng các bạn để mình bơm cá. Thì hiện tại là cái kích thước của nó đã lên 35 cm và nhìn rất là khủng các bạn, cái màu với cái bộ vảy của nó các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn luôn. Đây, các bạn có thể thấy là cái đầu của nó cũng bắt đầu lên vàng rồi các bạn. Đấy, và cái hàng vảy phía trên này thì nó cũng đã lên gần full rồi. Rất là đẹp các bạn nha. Ok, thì mình sẽ cho các bạn xem cái lưng của nó các bạn nha. Đây các bạn thấy không? Lưng lên vàng, rất là vàng các bạn. Và con này thì đặc biệt là nó nền tím các bạn nhé, nền tím và cái viền vảy mỏng, đầu chuẩn bị lên vàng các bạn, rất là đẹp các bạn. Thì hiện tại ở đây thì mình cũng chia sẻ các bạn luôn thì cái cách bơm cá cũng rất là đơn giản các bạn. Thì cá rồng là cái loài cá nó sống ở tự nhiên mà, thành ra là nó rất cần ánh sáng. Hiện tại thì ánh sáng ở đây thì mình sử dụng cây đèn vàng các bạn, led vàng. Đây, cây đèn led vàng rất là đơn giản các bạn nha. Thì cái led vàng này thì các bạn đánh như thế nào? Thì cái thời gian là các bạn đánh một ngày 8 tiếng các bạn. Thì ban ngày mình mở thôi, ban đêm thì mình sẽ tắt để cho cá nghỉ ngơi các bạn. Thì mình đánh, mình không có giống như những cái bạn khác là đánh và mình đánh suốt 24/24 các bạn. Thì cái phương pháp đó thì làm cho con cá nó bị stress rất là nhiều các bạn nha. Con cá của mình ở đây thì nó rất là khỏe, tại vì mình đánh theo cái giờ sinh học của nó luôn. Thì cái giờ buổi sáng thì giống như là ánh nắng chiếu vào cho nó thôi, thì khi tối đến thì mình tắt cho nó nghỉ hoàn toàn đó. Thì hiện tại là mình đang đánh để cho nó lên ánh vàng các bạn. Thì con này thì đến cái giai đoạn mà khoảng size 40-45 á, thì các bạn chuyển sang phong xanh thì nó sẽ lên cái ánh tím mạnh hơn. Hiện tại là mình đang chủ động là mình đánh cái ánh vàng trước để cho nó lên lên cái lưng này. Cái lưng này cho nó đầy đủ con cá thì mình mới bắt đầu mình sẽ đánh sang phong xanh. Thì cái phong xanh thì mình cũng đơn giản các bạn, thì cũng như cái hồ này. Cái hồ này thì đang là full trắng các bạn nha. Đây, các bạn thấy không? Một mặt trắng, hai mặt trắng, ba mặt trắng, bốn mặt trắng. Bốn mặt trắng. Thì khi mà mình đánh sang phong xanh thì mình chỉ cần chuyển cái phong ở phía sau lưng cá thành màu xanh thôi. Thì nó sẽ lên được cái màu xanh của con cá. Ví dụ như ở đây mình sẽ cho các bạn xem. Đây cái hồ này. Đây cái hồ này là hiện tại là đang có một cái con blue các bạn, bối blue. Thì mình đánh phong xanh từ nhỏ luôn để xem cái màu như thế nào các bạn. Đang thử nghiệm thì thật sự là cái con này nó khi mà qua phong xanh và đèn xanh luôn. Đèn này cũng là đèn xanh luôn các bạn ơi. Thì cái màu của nó lên rất là ác các bạn. Cái màu xanh lên rất là đậm luôn. Thì mình đang thử nghiệm thôi. Thì các bạn nào thì mình quay chỉ có các bạn hình dung thôi. Là khi mà mình thay phong xanh thì thay như thế nào ha. Đó. Thì nền này vẫn là trắng, xung quanh vẫn là trắng luôn các bạn nha. Chỉ có phía sau là xanh thôi. Đó, và đánh đèn xanh. Ok, thì trở lại với chú cá rồng của mình đó, thì trong cái thời gian mà mình đánh đèn các bạn, bơm cá thì cá rất là dễ bị stress các bạn nha. Và rất là dễ bị nấm bệnh. Tại vì cá nó giống như là mình để nước thấp các bạn. Đa số là khi bơm là mình để nước thấp để cho cái ánh sáng nó hội tụ và nó được đánh lên mình cá nó đầy đủ hơn. Nên là cá cũng rất là dễ bị stress. Thành ra là các bạn phải thứ nhất là nước phải sạch nha, nước là phải sạch. Và thứ hai là mình phải quan sát con cá của mình rất là kỹ cái thái độ của nó các bạn. Khi mà cảm thấy nó bỏ ăn là mình phải tắt ngay đèn các bạn. Tắt đèn để cho cá nó bình tĩnh trở lại đó. Và cái nữa là mình phải có thuốc các bạn. Thuốc thì ở đây là cái gì? Ok, để mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đây các bạn, đây là thuốc dùng trong cái thời gian mà bơm cá các bạn. Khi mà cá bị stress á, thì mình sử dụng những cái này gọi là tê tra nhật các bạn.
Tới ra Nhật thì cái này có bán ở rất là nhiều ở các tiệm cá, các bạn có thể ra nói người ta bán. Thì cái này thì mình mua với giá là cái tiệm này nó bán hơi cao các bạn, 40k. Còn có những điểm khác thì người ta bán 35k thôi. Thì các bạn có thể liên hệ các tiệm cá lớn để mình mua ha. Thì cái này nó công dụng của nó là kháng sinh thôi các bạn. Thì khi mà mình thấy con cá mình nó buồn buồn á, thì mình thả vào một ít nước nó ngà ngà để cho cá mình nó có cái lại cái chất kháng sinh rồi nó ổn định cái sức khỏe nó lại, đơn giản vậy thôi. Thì không cần dùng cái nào khác nữa. Đấy. Lâu lâu thì mình dùng một lần thôi các bạn. Còn đến khi mà cá bị nấm thì mình vẫn sử dụng tetra này luôn nha các bạn. Bị nấm thì sử dụng tetra này trị cũng rất là tốt luôn. Thì cái phương pháp mà trị nấm cho cá thì các bạn có thể xem ở các clip trước ha, mình đã chia sẻ rất là cụ thể rồi. Rồi, và cũng sẵn đây thì cũng chia sẻ thêm các bạn thêm một cái loại nữa để bổ sung trong quá trình bơm cá các bạn nha. Ok các bạn, và đây là Beruca, hay còn gọi là Beruca Orin, thì là vitamin C thôi các bạn, chứ không có gì hết. Nhưng mà cái này thì vitamin C này nó bổ sung cái trong cái viên này rất là nhiều nha các bạn. Vitamin B, B1, B6, B12, B3, B5, B8, B9, vitamin C, calcium, magnesium. Cái này thì nó bổ sung thêm cái vitamin và khoáng chất cho cá của mình nó khỏe và nó sung hơn. Đó. Đấy, các bạn có thể thấy là cách bơm cá cũng rất là đơn giản, không phải cầu kỳ các bạn đó. Nhưng mà sẽ ra một con cá đẹp thì các bạn cần phải là kiên trì và phải có phương pháp. Và thì hiện tại thì mình đã chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm mà mình đã sử dụng và cá của mình nó đạt hiệu quả như thế này các bạn nhé. Ok, clip của mình ở đây là kết thúc rồi. Bạn nào thấy hay nhớ like và chia sẻ kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.